Xin chào quý vị. Tranh đẹp là một chuyện, tranh được thủ công là một chuyện, nhưng trách nhiệm với bức tranh mà mình làm ra lại là một vấn đề rất khác. Và tranh gỗ Bùi Gia thì tự hào là một trong những xưởng tranh gỗ phải nói là đầu tiên tại Việt Nam có thể làm được điều đó, thể hiện trách nhiệm của mình với tác phẩm mà mình đã làm ra. Và hôm nay thì chúng tôi lại quay lại ở thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục vệ sinh tác phẩm mà chúng tôi đã làm cách đây 2 năm. Và sang năm nay là năm thứ 3. Và vẫn những cái dụng cụ rất là đơn giản của mình, nhưng mà bằng cái tâm huyết cũng như là bằng cái trách nhiệm cao nhất với những sản phẩm mình làm ra, thì chúng tôi vệ sinh cũng như là xem xét những cái vấn đề về mặt gỗ, ví dụ như là nứt, nứt răng, hay là bám bụi, hay là có những cái điểm mà trẻ con mình có bị gãy, thì tất cả những vấn đề đấy chúng tôi đều khắc phục cho khách hàng. Và đặc biệt là sang năm nay là năm thứ 3 chúng tôi quay lại, nhưng mà đều hoàn toàn là miễn phí, bởi vì chúng tôi muốn thể hiện được cái tâm huyết cũng như là cái trách nhiệm cao nhất với cái tác phẩm mình làm ra. Và hơn hết, khi mà quý vị chơi một cái tác phẩm tranh nó lớn và nó có giá trị cao như này, thì cái việc mà chăm sóc cái khâu sau bán hàng cũng như là chăm sóc cái tác phẩm về sau nó là cái cực kỳ quan trọng. Bởi vì tôi đi nhiều thì mới thấy đó là gia chủ có thể rất là bận công việc, cho nên là cái việc vệ sinh về cái mặt gỗ là sẽ không được nhiều thời gian. Vậy nên nếu như mà tác phẩm như này mà để cái mặt bụi nó bám nhiều lên thì nó sẽ bị mốc, sẽ bị ảnh hưởng. Và hai nữa, đấy là một cái giá trị nghệ thuật nó sẽ không được tôn trọng và không được nâng cao. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi đưa cái dịch vụ chăm sóc sau bán hàng cũng như là chăm sóc những cái tác phẩm tranh như này để quý vị cảm nhận thấy đó là một cái tâm huyết rất lớn và một cái trách nhiệm mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Và cảm ơn quý vị hãy lựa chọn một nơi đục tranh đẹp và có trách nhiệm rất cao.